Chào bên em, thì hôm nay video này mình chia sẻ với mấy anh em về cái mẹo của chúng ta quán thép. Cái này thì là cái kinh nghiệm của bonsai bên, cũng như là chia sẻ với một số anh em người ta thường mắc phải. Thì hôm nay người ta hỏi mình trả lời mấy anh em nhé. Cái này thì con số anh em biết, con số anh em chưa biết thì đây dành cho những anh em này chưa biết. Và hình ảnh đang xem, mấy anh em đang xem thì cây đây cây bồ đề, đây là bồ đề con, bên đây bồ đề nhà nè mấy anh em. Nó sẽ giới thiệu với mấy anh em luôn, đây là đọt đỏ. Đọt hơi hơi màu đỏ. Còn cái bồ đề mà núi, bồ đề gân á, là cái lá của nó ra màu xanh như thế này thôi, nó không có đỏ được nên mà lá rất là lớn ha. Còn cây này mình giặt rất là nhỏ, để bề ra đây mấy anh em, lớn lắm mấy anh em, lớn lắm, rất là to lớn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ cái đề chính, đây là cái mẹo mà chúng ta quấn cái dây của cái cây đây nè. Thế đấy, thì hôm nay mình cái này thì có nhiều anh em ta chia sẻ, nhưng mà chắc chắn có một số anh em sẽ chưa biết được vấn đề về nó như thế nào, và chúng ta quấn nó ra sao, cũng kỹ thuật của chúng ta áp dụng vô cây để chúng ta không có phải mà chúng ta quấn đi quấn lại nhiều lần á. Ví dụ như một người á, ví dụ như anh em mình một lần quấn thì chúng ta có thể kéo dài không được 6 tháng. Còn như có một số anh em ta không biết cách quấn, người ta quấn tới 3 tháng là đã rước cây rồi mấy anh em. Từ đây cho nên anh em đang xem cây này là cây 8 tháng rồi. Mình quấn như thế này là 8 tháng, bây giờ nó đã riết vô, chuẩn bị là mình chờ khoảng 1-2 tháng nó mình sẽ mở, vì mình cho nó riết vô một chút để cho nó tạo cái độ sắn á men. Cái đó là cái quấn thép. Cái thứ hai nữa là cái tại sao có số anh em ta hỏi trên clip ta quấn những cái cây cây này, ta quấn cái kiểu rất là xoáy ốc. Và cái kiểu này thì như một số anh em ta hướng dẫn đó là kiểu quấn 3D, nhưng mà khi chúng ta mở dây ra thì bắt đầu nó cái cành cây của nó theo bản chất tự nhiên nó sẽ giống như là người ta gọi là nó lại cây đó mấy anh em, thì nó sẽ giãn nở ra bớt, và chúng ta nhìn cái cây nó sẽ lắc lượng hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta uống nó lắc lượng nhiều thì khi mình mở thiếp ra thì nó sẽ lại cái cây và nó sẽ có cái độ lắc rất đẹp. Chứ một số anh em ta uống lắc lượng sơ thì khi chúng ta tháo cây ra, cây nó sẽ hồi về lại và chúng ta sẽ thấy độ lắc lượng nó ít. Cái đó là những cái bí kíp trong cái việc chúng ta làm cái cây bonsai ha. Thì mình chia sẻ với mấy anh em nha. Đây này, đây anh em mình coi, mình quấn nè. Đây thì nó riết vô nè. Thì giới thiệu với mấy anh em á, là khi mà chúng ta bonsai quen quấn á, nó chỉ cái cây của nó chỉ có thể bằng cái ngón út này thôi. Nhưng mà khi bây giờ nó đã lớn khoảng bằng cái ngón tay cái rồi, thì bắt đầu là đã hơn 8 tháng rồi, thì bắt đầu mình mở thiếp. Thì cái mẹo mà để chúng ta chia sẻ ngày hôm nay á, là giới thiệu với mấy anh em luôn, không có nói dài dòng á, để một số, bởi vì mình phải dẫn dắt vấn đề để cho mấy anh em hiểu. Chứ như không mình nhảy vô mình nói thì cũng có số anh em chưa hiểu, chuẩn bị sao. Khi chúng ta quấn thép thì chúng ta sẽ quấn theo chiều nào thuận tay của chúng ta. Ví dụ như chúng ta quấn từ trái sang phải, đối với những người mà ta thuận tay phải ta bẻ theo dòng phải. Còn số anh em ta thuận tay trái, người ta có thể bẻ ngược lại, thì người ta quấn từ trái sang phải cũng được, không sao hết. Cái chuyện quấn thép đó là tùy thuộc vào người ta thuận tay nha. Đấy, có người thuận tay trái, thuận tay phải ha. Cái đó mình không có ép buộc được vô khuôn khổ. Nhưng mà khi chúng ta quấn thép, chúng ta chú ý nè. Có một số anh em người ta khi chúng ta quấn cái thiếp, người ta riết rất chặt mà người ta không có nói, nghĩa là người ta vô người ta quấn là riết cực kỳ chặt luôn. Thì khi mà mấy anh em mình riết cực kỳ chặt á thì chúng ta sẽ rất là mau, chúng ta buộc phải xẻ thiếp ra và chúng ta làm tay chi nó liên tục trong vòng khoảng 3-4 tháng, là chúng ta phải làm lại liên tục liền, nó rất mất thời gian. Và cái thứ hai nữa là, thứ nhất là nếu mà chuyện mà tôi nói là tốn thiếp, cái thứ hai là mất thời gian của anh em. Nên là chúng ta khi chúng ta quấn thiếp thì chúng ta quấn nới nó mấy anh em. Nó nới có nghĩa là mấy anh em quấn để cảm giác, để cho nó còn hở một chút là đâu. Ví dụ như nó hở khoảng mấy mili á. Ví dụ như này, khi bonsai quấn cái cây này thì để nó hở phải bằng cái khoảng cách của cái cọng thiếp này. Có nghĩa là chúng ta phải để nó hở so với cây. Khi cây nó lớn nó sẽ bung ra và chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian là chúng ta làm cái tay chi lại lần 2, lần 3 mấy anh em. Đó, anh em thấy con số chúng ta quấn này, quấn không? Cái chỗ đây quấn nó bị chớp nè, do quấn quấn nới nó quấn một cọng nè, nó chớp. Thì bây giờ là mình dùng cái dây thép để mình giữ nó thôi, thì từ từ mình mở nó chiều xấu một chút ha. Rồi cái đó là cái quấn thép. Cái thứ hai nữa là mấy anh em mình biết là cái điều là khi mà chúng ta quấn thép á, chúng ta không nên là chúng ta tiết kiệm. Ví dụ như là mấy anh em mình thiếu dây, ví dụ như cái dây sai đây là 2,5 ly đi, chúng ta thiếu, ví dụ như đang lấy cái cây này chúng ta sử dụng là 2 cộng là 5 ly, hoặc là chúng ta sử dụng là 1 cộng là 4 ly, 4 ly 2 cộng 8 ly, chúng ta đưa vô chúng ta quấn cái cây. Thì ví dụ như chúng ta đưa càng cái nhiều cái sợi thiếp vô á thì chúng ta sẽ giữ được cái cây và chúng ta quấn không bị chớp mấy anh em.
còn cái kỹ thuật quấn và bể thế này. Khi chúng ta muốn bể cái cây này cho bể con dòng như thế này thì chúng ta buộc phải một tay chúng ta phải giữ dưới đây nè, cái tay thứ hai là chúng ta để cái điểm nhấn đây, và cái tay thứ ba cũng chúng ta sẽ có thêm một cái tay thứ hai chứ. Cái đây là ngón thứ nhất, ngón thứ hai giữ, và cái ngón thứ ba chúng ta giữ đây, và chúng ta sẽ bể thôi, bể như thế này. Đó, ví dụ chúng ta đẩy cái đây đi, đó, đẩy cái đường này đi, thì ở trên này cũng có cái tay của chúng ta nữa, chúng ta sẽ đưa theo lượng theo, thì cái cây nó không bị gãy. Đó là cái kỹ thuật chia sẻ cho một số anh em mới chơi, mới vô nghề. Còn số anh em ta biết rồi thôi. Đa số có một số anh em người ta quấn thép thì người ta cũng chỉ quấn vô thôi, chứ không có hiểu được cái vấn đề về cái kỹ thuật quấn thép hay vô dây hay như thế nào hết ha. Đó. Rồi khi mà chúng ta vô lưu ý là anh em chú ý nha. Đã có một số anh em á, ví dụ như cái người ta muốn vô cái cành này thì người ta lại cắt cái cọng thép đi ha, người ta cắt cái cọng thép đi và người ta vô cái cọng này thôi. Thì thứ nhất là nó bị cái cọng thép của chúng ta cắt nó sẽ quá cỡ đi. Ví dụ như nó chỉ còn cắt cỡ như gì, sau này chúng ta lấy chúng ta tái chế chúng ta dùng lại không được. Nên là mấy anh em mình đừng có tiếc nè. Như cái cọng này á, nó là một cọng so với cái cọng này luôn. Thì chúng ta cắt cái chiều dài của nó và chúng ta quấn trong cái đường dây này đi luôn nè, thấy không? Anh em thấy không? Đường đây qua đường đây lên đường đây nè. Thì nó sẽ uống được hai cái, mà khi chúng ta tháo cọng thép ra nó rất là dài, chúng ta có thể tận dụng lại uống cái cây khác được. Đó là cái kỹ thuật. Hạn chế mấy anh em mình này dùng như cái cọng thép này nè. Đây mấy anh em, cọng thép này. Nếu mà bonsai bên nó mình cắt đi. Và mình quấn vô trong cái này thì nó rất là xấu. Thứ nhất nó riết cái đường mạch đây của cây nè, nó không có làm cho cái cây dẫn một cái đường mạch chính đi mà nó thắt rút qua đây nè. Nên em mình nó là phải quấn theo và đưa lên trên đây luôn, mấy anh em thấy không? Cái cọng thép nhỏ này nó sẽ đưa qua trên cái đỉnh đây nè. Đây nè. Đó, cái cọng thép nhỏ của cái cây dưới nó sẽ đi qua đây luôn, đó, và nó liền vào trong trong đây luôn đây nè. Đó, cái đó là chúng ta nên cái đó là cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải chia sẻ cho mấy anh em để mấy anh em mình biết hạn chế. Có nhiều chỗ anh em cắt khúc đây, quấn ở chỗ đây là nó bít cái đường nhựa lên luôn. Đó, bít cái đường nhựa là tức nè, nó không có được đi. Và chúng ta phải quấn đúng cho cái chiều của nó. Đây như đây em chị mấy anh em, đây anh em thấy không? Nếu như cho đây nó không có nhánh gì hết thì khi chúng ta quấn xuống cái nhánh này để chúng ta uống cái nhánh ác này đây. Đó, người ta gọi là nhánh ác, nhánh chủ dù vậy. Thì đó, thì anh em mình thấy là quấn nó theo chiều này không? Chứ không có được khó cho đây. Anh em khó cho đây nó tức. Khó cho đây nó tức là cho đây mày muốn nó lớn nó ra nó riết cho đây lại, nó thắt hút vô đây nó xấu. Cái thứ hai nữa là nó không cho nước dẫn lên. Cái đó là cái kỹ thuật khó thép mấy anh em. Và hôm nay là mình chia sẻ với mấy anh em về cái quấn thép, kỹ thuật khó thép và nới thép để cho cái cây của chúng ta đây. Nó riết nhưng mà nó riết sấy ốc rất là đẹp. Khi mà chúng ta nhẹ cái cọng thép này ra, bắt đầu nó lớn ra, nó làm cho cái cây của chúng ta có những cái độ thắt rất là hay. Và dè cây. Đó là những cái kỹ thuật mà mình muốn chia sẻ với mấy anh em nè. Đó. Chứ không có phải là lên khoe khoang gì hết ha. Có số anh em ta cũng uống cây chuyên nghiệp lâu năm rồi ha, nhưng mà người ta cũng không có muốn chia sẻ. Ví dụ vậy thì mình làm video clip chia sẻ mấy anh em thấy không, mình quấn nè. Đó, dù như cái cành này mình khó thì mình sẽ đưa qua khó lên trên đây, đi qua đây, chứ không có phải là khó trực tiếp. Ví dụ như mấy anh em mình khó trực tiếp rồi quấn riết luôn cho đây luôn thì nó làm đứt cái đó. Thì đó là cái kỹ thuật khó thép và vô dây. Mình cảm ơn mấy anh em để giao lưu cùng Bonsai VN. Có gì mấy anh em cần giao lưu cây gì thì liên hệ với Bonsai VN. Số điện thoại Zalo là 0932411987. Mình có giao lưu các với mấy anh em là Sam, Hải Châu và Sam Trái, đủ loại cây hết mấy anh em. Đó, mấy anh em thấy quấn thép không? Như cọng này. Cái chỗ này nó chớp là buộc phải khó giữ lại cho nó khỏi bị gãy. Đó, khi mà mình quấn xuống mình đưa xuống thì nó chớp, cái chỗ nó chớp, nó chớp, chỗ này chớp. Chớp là buộc phải quấn giữ. Rồi mấy anh em mình có gì cần giao lưu thì cứ liên hệ vào Bonsai VN, số điện thoại Zalo là 0932411987 nha. Và nhà vườn của mình thì nó có nhiều cây lắm, nên là buộc phải uống cây là buộc phải nới thép hết. Chứ chúng ta không có nên là chúng ta uống nó riết quá thì mất thời gian, chúng ta mở và quên thì nó bị xoắn cây nó hư. Còn chia sẻ một cái chút nữa để kết thúc video là một số cái cây nếu chúng ta muốn bể nó mạnh á thì chúng ta buộc phải đi vô dải bên trong. Khi chúng ta bị cái đường cong nó mạnh để cây nó không bị chớp thì chúng ta buộc phải đi đường dải nha. Đó là cái điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ hôm nay. Có một số cây chúng ta bị cái đường cong nó kiểu rất cong như thế này và nó tức, và những cây nó lớn như thế này nè
và chúng ta muốn bể theo ý của chúng ta thì nó rất là đông mình, nên là buộc phải vô giải và chúng ta giữ chân để cho nó cây nó không bị nứt chớp và trầy ve tróc rễ của nó ha. Xin cảm ơn mấy anh em thời gian qua đã ủng hộ bonsai VN nhé. Chào mấy anh em.